Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết thăm chúc mừng lãnh đạo cán bộ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy ngày 18 tháng 10 năm 1930, 18 tháng 10 năm 2022. Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lưu Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước cùng với sự trưởng thành của hệ thống văn phòng cấp ủy trong cả nước. Đến nay, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng ngày càng trưởng thành và có những bước phát triển mạnh mẽ. Chất lượng công tác tham mưu giúp việc không ngừng được nâng cao, tính chuyên nghiệp, chuyên môn, chuyên sâu được phát huy. Thường trực Thành ủy mong muốn đội ngũ cán bộ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nhạy bén, chuyên nghiệp, tận tụy trong công tác tham mưu giúp việc hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao.